Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ Quỹ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quỹ Long An trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì tại điểm cầu Long An. Năm 2024, Quốc hội chọn giám sát tối cao hai chuyên đề gồm chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Ngoài ra, Quốc hội giao Quỹ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát hai chuyên đề gồm việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Để chương trình giám sát năm 2024 được thực hiện thành công, các đại biểu tham luận tham gia ý kiến về các khó khăn dướng mắt trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và các giải pháp triển khai năm 2024. Trong đó tập trung vào các nội dung đổi mới và bài học kinh nghiệm phát biểu kết luận tại hội nghị chủ tịch quốc hội dương đình huệ nhấn mạnh việc giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật Năm 2024, Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát, đồng thời đề nghị các đoàn giám sát phát huy kinh nghiệm đổi mới, tổ chức hoạt động giám sát phù hợp khoa học phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tổ chức phản biện xã hội đối với nội dung của các chuyên đề giám sát.